Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Ma Chú Ba Duy. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với những câu chuyện ma của các bạn khán giả đã gửi về cho kênh của Duy kể lại. Những bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể lại, các bạn có thể gửi qua Gmail cũng như là gửi về số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình nha mọi người. Duy cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với 4 câu chuyện rất là hay của một chị gái. Chị này hiện tại đang là Phật tử tu tại gia, cho nên chị biết rất là nhiều về Phật Pháp luôn mọi người. Hôm nay là những câu chuyện của chị. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện thứ nhất. Một cái câu chuyện về người đàn ông bị tâm thần ở trong xóm của chị. Nhà của chị thì đối diện một cái trường học. Mà chị nói, ở trong xóm của chị hồi đó giờ có một cái anh kia. Anh đó thì lớn tuổi hơn chị nha. Và anh này bị bệnh về thần kinh đó mọi người. Cho nên trong xóm ai cũng biết hết. Và thậm chí là chị cũng biết luôn. Chị cũng thấy thương ảnh như lắm. Tại vì ảnh cứ đi lang thang lứ thứ ngoài đường á. Đi rồi nói tào lao mới lao ngoài đường vậy đó. Nhưng mà mọi người biết không, cái anh này kiểu giống như là có lúc thì ảnh bị tâm thần, có lúc thì ảnh là một cái người rất là bình thường. Rồi cái chị mới hỏi, chị hỏi là ủa anh biết niệm Phật mà anh niệm là anh niệm sao? Anh niệm Phật thử cho em nghe coi. Thì anh mới nói là ừ, anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Tâm trạng của anh lúc này thì cũng vui vẻ bình thường nha. Khi mà nghe anh trả lời tới đây, chị cũng rất là mừng. Tại vì chị cũng không ngờ một cái người tâm trí không có bình thường như anh cũng biết niệm Phật nữa. Tại vì chị nghĩ nếu như mà có những cái vong nào đang ngự ở trong người của anh thì những lần ảnh niệm Phật như vậy, người ta sẽ xuất ra, không có làm cho cơ thể của ảnh mệt mỏi nữa. Mà chị để ý nha, khi mà anh hùng này, ảnh mới vừa nói dứt cái câu là Nam Mô A Di Đà Phật, ảnh nói xong cái bắt đầu ảnh thay đổi thái độ liền luôn. Con mắt của ảnh trợn lên mà nhìn mặt ảnh rất là dữ, không có giống như 2-3 phút hồi nãy. Lúc đó là chị nghi nghi rồi, tại vì một phần chị cũng là Phật tử, cho nên chị nghi á. Chắc có lẽ ở trong người anh hùng này đang có vong nào người ta ngự ở trong nè. Tại vì người ta ngự trong đó, người ta mới không muốn là chị dạy cho anh hùng này niệm Phật. Nếu như mà niệm Phật thì người ta rất là khó để mà ở trong cơ thể của ảnh. Hơn hết là chị nghĩ cái vong này chắc người ta cũng không có hiền đâu. Tại vì cái ánh mắt mà anh hùng trợn với chị nó sắc lẻm mà mọi người, nhìn nó ghê dữ lắm. Ảnh mới nhìn ảnh liếc chị xong thì ảnh mới bỏ đi một nước một luôn, không còn nói với chị câu nào nữa cả. Tự nhiên lúc này, ở trong lòng của chị chợt nghĩ, có khi nào tối nay mình gặp chuyện không ta? Tại vì chị nói, hồi trước khi mà chị còn chưa có bầu, chị cũng hay ăn chay nè, rồi công phu giống như là những Phật tử ở trong chùa vậy đó. Nhưng mà kể từ khi chị có bầu, cái chị cũng bỏ luôn, chị không có còn công phu nhiều như hồi trước nữa, tại vì sức khỏe của chị nó cũng giảm sút. Cho nên là trong cái quá trình chị mang thai, chị chỉ là tụng kinh, rồi niệm Phật ở nhà vậy thôi à, chứ không có làm gì nhiều cả. Mà chị nói tại vì mình ít có công phu, cho nên cái ánh sáng ở trong con người của mình cũng như là những cái năng lượng của mình nó cũng sẽ giảm đi từ từ. Tại vì nếu như mà mình tụng kinh thường xuyên cái ánh sáng đó trong cơ thể của mình nhiều, ma quỷ hoặc là những cái năng lượng tiêu cực người ta khó để mà tiếp cận với mình lắm. Thời điểm này thì tự nhiên chị cảm thấy những cái năng lượng trong người của chị nó cũng giảm, nó không có được dồi dào như hồi trước nữa. Thì thành ra lần này chị cũng khá là sợ cho tối đêm nay. Qua tối đêm đó thì chị cũng sinh hoạt ở trong nhà bình thường thôi. Chồng của chị tối thì ảnh rảnh, ảnh giữ con cho chị để mà chị ngồi đó chị đọc cái bài chú Đại Bi. Thường thì mỗi buổi tối nha, chị có thời gian chị sẽ đọc đủ 108 biến luôn. Tối đêm đó cũng vậy, do là chị đọc đủ hết, thành ra cái đêm đó chị ngủ rất là ngon, không có gặp cái vấn đề gì cả. Tuy nhiên cho tới sáng hôm sau không có ai giữ con cho chị hết, thành ra chị bận túi bụi tùng bùng luôn. Chị phải vừa nấu cơm nè, vừa giữ con nữa, cho nên đó là chị cũng không có đọc kinh luôn. Thành ra cái lúc mà chị đang đứng chị nấu nước tự nhiên cái người đang rất là bình thường nha, cái chị cảm thấy giống như là hai bên cái vai của mình nó nặng mà nó chì xuống như là mọi người. Giống như mà ai quăng hai cái đòn gánh lên hai cái vai của chị đó. Nó nặng y chang như là chị phải vác mấy cái bao gạo hai bên vai vậy đó mọi người. Nó nặng dữ lắm luôn. Mà thật sự chị nói lúc đó chị cũng chưa có nghi ngờ là ma quỷ gì cả. Cho tới buổi trưa hôm đó khi mà chị có thời gian chị đã đưa cho con của chị ngủ rồi thì lúc này chị mới đọc kinh. Sau khi chị đọc cái bài kinh
thì cái cảm giác đau hai bên vai của chị nó mới hết đó mọi người. Buổi trưa hôm đó nhờ có đọc kinh á thì đỡ hết. Xong cái qua chiều hôm sau chị lại bận với thằng con, chị giữ nó thì thành ra chị không có đọc kinh nữa. Lúc này chị lại đau cái vai của chị tiếp. Lúc đó là chị đã nghi rồi. Chị mới nói tại sao mà lạ, tại sao mỗi lần chị không đọc kinh á thì cái vai của chị nó lại đau, còn hễ mà chị cất cái bài kinh lên chị đọc á thì chị hết cái cảm giác đó mọi người. Cho nên kể từ cái lần đó, chị cũng thường xuyên đọc kinh hơn rất là nhiều. Câu chuyện thứ hai này là một cái câu chuyện mà chị được một cái chị Phật tử kia là bạn của chị kể lại cho chị nghe. Cái chị đó mới kể lại á, ở trong xóm của chị đó có một cái anh thanh niên, mà cái anh này á cũng rất là đàng hoàng, đẹp trai dữ lắm. Mới có vợ mới có mấy tháng à, thành ra là chưa có con cái gì cả. Đêm hôm đó thì chắc là do anh này uống rượu say hay sao đó, ảnh mới chạy xe về. Trên đường về á thì ảnh tông trúng người ta. Nhưng mà xui sao á, ảnh tông người ta mà người ta không có chết, ảnh là người chết. Ảnh té làm sao á, nát cái đầu, mà cái nón bảo hiểm của ảnh á nó cũng nát luôn. Còn cái người mà ảnh tông trúng á, người ta chỉ bị say sát nhẹ thôi mọi người. Ảnh á thì ảnh chết tại chỗ luôn. Và cái chỗ mà ảnh chết á ngay chăn một cái ngã ba luôn mọi người. Chị đó mới nói á, cái đợt mà anh này chết á, nhà của ảnh làm đám ma cho ảnh rất là lớn. Tại vì mẹ của ảnh rất là giàu, mẹ của ảnh hình như là chủ của một cái doanh nghiệp gì đó tại cái thời điểm này. Sau khi mà nhà của ảnh cũng tổ chức đám tang, làm những cái buổi lễ cúng thất cho ảnh, thì những cái tuần sau bắt đầu ảnh mới về. Ảnh về bằng cách ảnh nhập vào một cái thằng cháu ở trong nhà và ảnh lại ảnh nói chuyện với mẹ của ảnh. Tự nhiên mẹ ảnh đang ngồi, cái thằng cháu nó mới chạy lon ton lại, nó mới nói: Mẹ ơi, mẹ, con khổ quá à mẹ, con đói quá à. Bây giờ á, mẹ cứu con đi mẹ, mẹ cứu con đi, con khổ quá à. Thì mẹ của ảnh bà mới nói là: Ủa sao vậy con, sao mà con nói con khổ, mẹ cúng thất cho con đàng hoàng lắm mà, tuần nào mẹ cũng mời thầy về để mà cúng thất cho con hết, con nói con đói con khổ là con khổ làm sao, con nói mẹ nghe đi. Lúc đó ảnh mới nói á: Con cũng không biết làm sao nữa, tại vì cái lúc mà con mới vừa chết á, con thấy có 50 cái vong hồn, 50 cái vong hồn này lại dẫn con đi, mà người ta chối con lại, không có cho con ăn uống gì hết trơn á. Bây giờ con đói quá trời đói rồi, bây giờ mẹ giúp con nha mẹ, mẹ cứu con nha. Thì bà mẹ bà mới nói á: Bây giờ con cứ nói đi, mẹ làm được cái gì á thì mẹ sẽ làm hết sức của mẹ. Thì ảnh mới nói vậy nè, ảnh mới kêu á là: Mẹ ơi, bây giờ á, mẹ nhờ những cái sư thầy á, mẹ nhờ họ là làm cho con một cái lễ chẩn tế đi, và mẹ nhờ 1000 sư thầy về để mà làm cái buổi lễ cầu siêu cho con, thì lúc đó con mới được họ giải ra, lúc đó thì họ mới thả cho con ra được đó mẹ. Tại vì bây giờ con chỉ về đây với mẹ một chút thôi, rồi người ta cũng bắt con đi nữa rồi, bây giờ con không có nói chuyện với mẹ được lâu đâu. Nói xong thì ảnh xuất ra mọi người. Do là mẹ anh này cũng rất là giàu, cho nên cái chuyện mà mướn 1000 vị tăng về để mà làm cái buổi chẩn tế cầu siêu cho anh cũng là một cái chuyện nhỏ đối với gia đình này thôi mọi người. Mẹ của ảnh cũng đã huy động được 1000 vị tăng để mà về làm lễ cho ảnh. Cuối cùng sau cái buổi lễ thì ảnh về một lần nữa. Ảnh mới nói: Mẹ, mẹ làm cái lễ này là con được thả ra rồi, con được người ta thả con ra rồi mẹ. Bây giờ thì chắc là con đi, con đi lên núi con tu, con không có còn ở đây nữa. Sau đó thì mẹ của ảnh cũng rất là yên tâm mọi người. Mọi chuyện nó bẵng đi cho tới 1 năm sau. Cái ngày hôm đó đó thì cô vợ của anh bất ngờ tới nhà của anh. Tại vì có thể là sau cái ngày anh mất, chị vợ này đã về lại nhà mẹ đẻ của chị đó rồi nha. Thì chị đó mới lại nhà của anh, chị mới gặp cái người mẹ của anh á. Chị đó mới nói là: Mẹ, bây giờ con tới đây hôm nay á, mẹ cho con vào thắp cho chồng con một cái nén nhang để mà con xin phép mẹ, xin phép anh đó là cho con được đi thêm một bước nữa nha mẹ. Lúc này thì mẹ của ảnh cũng khá là buồn, tại vì cũng mới có 1 năm nay thôi à, mà con dâu của mình á nó đi thêm một bước nữa. Tuy nhiên khi mà suy nghĩ lại thì mẹ cũng thấy bình thường, tại vì phần là con trai của mình cũng đã mất, mà con dâu của mình hôm nay nó tới đây, nó xin phép, nó hỏi mình một tiếng thì cũng được rồi. Thôi nó cũng còn trẻ, cho nó đi thêm một bước nữa đi, có cái gì đâu. Cho nên là bà mới kêu là: Thôi, con đi vô nhà, con thắp cho chồng con một nén nhang đi. Chị này vừa bước vô nhà, cầm cây nhang đốt lên, cắm vô cái lư hương thì tự nhiên cái cây nhang và nguyên cái bó nhang ở trong cái lư hương nó cháy bừng bừng lên mọi người. Cái thằng cháu ở trong nhà chính là cái thằng cháu mà hồi cái kỳ mà anh này mất, anh này nhập về nó đó, thì cái thằng cháu này lần đó nó lại bị ảnh nhập về nữa.
Tự nhiên cái mặt của nó giận lên, nó đùng đùng, nó leo lên bàn thờ nó ngồi luôn. Lúc này là cả mẹ của ảnh và cái người vợ của ảnh ai cũng sửng sốt hết trơn á. Cái thằng bé này nó ngồi trên bàn thờ á, mà nó chỉ tay thẳng vào mặt người của vợ ảnh gì nè. Nó mới nói á, mày, hai đứa mày không có tốt lành gì đâu. Tại sao hôm nay mày lại tới đây? Trong khi cái lúc mà tao vừa mới chết á, hai đứa bay đã ăn nằm với nhau rồi. Chẳng phải bây giờ á, hai đứa bay muốn có con với nhau cho nên mới tới đây để mà xin phép tao hay sao? Giờ này mày tới đây làm cái gì nữa? Hai đứa bay ăn nằm với nhau cả năm nay rồi, xin phép tao làm cái gì? Do là thời điểm tao mới vừa chết á, tao còn thương mày dữ lắm. Tao đi theo kè kè kế bên mày, thành ra tao mới thấy được cái cảnh hai đứa bay ăn nằm với nhau. Tao tức dữ lắm á. Cái lần đó là tao định á, xô xe cho hai đứa mày té xe chết ở trên đường rồi. Nhưng mà bây giờ á, tao đi tu, tao biết Phật Pháp rồi, thành ra tao không có làm cái chuyện đó được. Tao mà làm cái chuyện đó là tao không có đi đầu thai được. Chứ không thôi là tao giật cho hai đứa mày gãy cổ chết mấy cái lần trước rồi. Hai đứa bay không có yên đâu. Cho nên là hôm nay á, mày đừng có tới đây mày giả nhân giả nghĩa với tao. Mày đừng có giả với mẹ tao nữa. Mày đi về đi. Nói tới đây á, thì cái chị vợ chị khóc quá trời luôn. Tại vì ảnh đã nói rất là đúng rồi mà. Khi mà vừa nói dứt câu á, thì ảnh cũng xuất ra luôn mọi người. Ảnh không có nói thêm câu nào nữa. Còn chị vợ cũng khóc quá trời. Bà vợ bà cũng bỏ về luôn. Tuy nhiên thì sau này chị đó có lấy thêm cái người đàn ông nào nữa hay không á, cái chị kia không có đề cập, mà chắc chắn là có rồi chứ làm cái gì không. Cái chị kia mới nói, cái người vợ của anh cũng đáng trách dữ lắm. Thường thì vợ người ta nha, chồng mình chết 2-3 năm người ta chưa có nguôi ngoai nữa, thì cái chị này chồng mới chết thôi á, là lại đi ngủ với người khác rồi. Cho nên cái chuyện này á, không thể nào mà không giận cho được. Tuy nhiên cũng hơn đó là anh chồng của chị, ảnh chết rồi mà ảnh còn biết tu tâm á. Chứ không thôi á, ảnh đã rắp tâm hại cái người con gái này và cái người tình của cổ rồi. Câu chuyện thứ ba mà chị muốn kể cho chúng ta là câu chuyện về một cái vong nhi đã chết 10 năm. Cái lần đó thì chị được một chị bạn dẫn chị đi tới cái am của một cái cô. Cô này là cô hai. Mà chị nói á, cái am của cô này á, là cũng là một cái am nhỏ thôi. Có thờ Phật Bà Quan Âm nè, thờ rất là nhiều vị Phật luôn, kiểu giống như là cổ tu tại gia. Sau khi mà trò chuyện về cái hoàn cảnh của cô hai này á, chị mới biết xuất thân của cô hai này là một cái người khá là đặc biệt. Tại vì mẹ của cổ là một ni sư, cha của cổ cũng là một vị tăng luôn mọi người. Tuy nhiên không phải trước khi đẻ cô hai này ra, ba mẹ cổ là người xuất gia nha mọi người. Sau khi đẻ cô hai này ra, cổ được vài tuổi á, thì cha với mẹ của cổ mới bắt đầu xuất gia. Theo như lời của cô hai nói á, thì ba mẹ cổ do là những người xuất gia mà, thành ra sau khi mà họ mất á, họ cũng được về một cái cảnh giới khá là tốt. Kể từ đó thì cô hai liên tục được ba mẹ của cổ về để mà độ cho cổ giúp đời giúp đạo. Nói tới đây thì chắc mọi người cũng đã đoán ra được, cô hai này á, cổ cũng có căn lành thầy. Tuy nhiên theo như cổ nói á, cái năng lực của cổ còn yếu dữ lắm, thành ra mỗi lần cổ muốn làm cái gì giúp cho người ta thì cổ cũng cần phải gọi ba của cổ về. Tại vì ba của cổ hiện tại đang ở một cái cảnh giới khá là tốt đó. Cô hai này thì cũng ăn chay bình thường như những người tu hành khác thôi. Cổ cũng có thể thấy được vong nè, cổ cũng trục được vong luôn. Tuy nhiên cổ chỉ xử lý được những vong nào người ta hiền, hoặc là những cái vong nào người ta còn mới, cái năng lực của vong đó người ta còn yếu thì cổ mới có thể đọc chú và có thể làm được. Còn những cái vong nào dữ quá, hoặc là những vong nào chuẩn bị thành quỷ rồi đó, thì cổ không thể nào làm lại người ta được. Cho nên những lần như vậy thì cổ thường xuyên khấn vái để mà cho ba của cổ về hỗ trợ cổ trong những cái lần đó. Mà cổ nói nha, mỗi lần ba của cổ về để mà giúp sức với cổ trong những cái lần mà cổ trục những cái vong quỷ, những cái vong dữ đó, thì những cái vong quỷ này sau khi mà được thu phục rồi á, họ mới nói với cô á, tại vì tao chỉ sợ, tao nể cái người đàn ông đó thôi, là ba của cô đó. Hồi nãy tao thấy ổng á, ổng về mà ổng ngồi trên cái đài sen vậy nè, trên tay của ổng có cầm một cái cục lửa nữa. Tao là tao sợ cái cục lửa đó thôi, tao sợ ổng quăng cái cục lửa đó vô người của tao thôi, chứ mày á, mày không có cửa để mà tao sợ đâu. Sau những lần như vậy á, thì cổ mới biết cổ được ba cổ giúp sức rất là nhiều luôn, chứ thật sự vong á, người ta cũng không có sợ cổ nữa. Và đây là một cái câu chuyện ngắn mà chị được cô hai đó kể lại cho chị nghe. Cô hai cổ nói á, cứ mỗi một cái vong mà cổ thu phục được á, cổ sẽ cho người ta vào một cái hũ, và sau đó cổ đem cái hũ này lên núi lên non á, cho cái vong đó người ta đi tu. Tuy nhiên
nếu như mà ai muốn nói chuyện trực tiếp với những cái vong nào á, thì bắt buộc phải mượn một cái thân xác cho những cái vong đó người ta dựa vào. Và cái chỗ của cô hai này có một cái cô gái như vậy. Cô gái này chuyên để mà cho vong người ta dựa vào luôn. Tại vì cô gái đó rất là yếu bóng vía. Cô này yếu bóng vía tới nỗi á, một ngày cô có thể bị rất là nhiều vong người ta dựa vào luôn. Người này vô thì người kia ra. Người ta cứ ra cứ vô như là một cái chợ vậy đó. Mà cô đó là một cô gái bán vé số ở trong xóm của cô hai này nha. Cô hai cổ mới nói, bữa trưa hôm đó thì tự nhiên cái cô gái này nè, cái cô gái yếu bóng vía đó đó, cổ đang ngồi ngoài đường cổ bán vé số, đang cầm cái sắp vé số trên tay, tự nhiên quăng cái sắp vé số bỏ luôn, tóc chạy mà hả khóc bù lu bù loa, chạy thẳng vào nhà của cô hai luôn, khóc quá trời khóc. Lúc này khi mà vô tới nhà cô hai, cái người con gái đó đổi giọng liền, mà nói bằng một cái giọng của một cái đứa con nít. Cái đứa này mới nói là, bà ơi bà giúp con với bà ơi. Thì cô hai cổ mới hỏi là, con là ai mà con kêu bà giúp là bà giúp cái gì? Thì nó mới nói là, con á, con là một cái vong, con chết nay á là 10 năm rồi. Mà bà biết con chết ở đâu không? Mẹ con hồi đó đẻ con ra nhưng mà không có nuôi con. Mẹ con á giục con xuống cái cống ở trước cổng nhà của bà nè. Mẹ con giục con xuống dưới đó, cái mặt con á úp xuống sình, cho nên là con chết, con không có thở được. 10 năm rồi con mới tìm tới nhà của bà được đó. Hôm nay á, con tìm cách vô tới nhà bà được rồi á, bà cứu con đi bà. Thì cô hai cổ mới hỏi là, bây giờ á, cứu nhưng mà cứu bằng cách nào? Nó nói á, bây giờ bà cho con đi học đi, bà cho con đi học đạo đi bà, chứ con đây con khổ quá à, con không có gì ăn hết á. Với một phần á, con ở đây á, ngày nào con cũng bị cái tụi vong kia nó quýnh con hết trơn á. Những cái vong mà lớn hơn á, ngày nào nó cũng đánh con hết trơn á, nó dành đồ ăn với con. Với lại con còn nhỏ, con yếu à, con không có phép thuật gì hết trơn á, cho nên con cứ bị người ta đánh hoài vậy đó. Cô hai cổ cũng thấy á, đây là một cái chuyện nhỏ, cho nên cổ mới nói là, ừ, cái chuyện này không có gì hết á con, để bà dắt con đi học đạo, nhưng mà bà sẽ cho con một cái pháp danh, lên tới cái chỗ đó người ta mới biết tên của con là cái gì, người ta mới nhận con vào. Mà hình như chị nhớ không lầm á, cô hai đặt pháp danh cho bé đó là Nhất Niệm nha mọi người. Trước khi mà nó xuất ra khỏi cô gái này á, nó có nói là, con cảm ơn bà nha, ngày mai á con sẽ mua trái cây tới đây để mà tạ lễ với bà. Và đồng thời lúc này cô hai cũng đã làm một cái lễ để mà cho bé này nó được lên trên đó để mà tu tập nha mọi người. Tại vì thời điểm đó cô hai đã làm cho bé đó một cái pháp danh rồi, mọi chuyện nó cũng bình thường. Cho tới một tuần sau á, thì cái bé này lại nhập vào cái cô gái bán vé số đó nữa. Cô gái này cứ chạy lon ton vào nhà của bà hai á, mới nói là, bà hai ơi, bà hai, con lên trên đó con học rồi, con vô tới chỗ rồi, nhưng mà người ta đuổi con ra, người ta không có nhận con vô, tại vì á, con quên cái tên mà bà hai đặt cho con rồi. Lúc này cô hai mới nói á, cái pháp danh của con là Nhất Niệm, Nhất Niệm, con nhớ chưa? Để mà chắc chắn á, cô hai còn lấy cây viết ra để mà ghi lên tay của nó cho nó nhớ nữa. Chuẩn bị lấy cây viết ghi lên tay thôi, thì nó mới nói á, bà hai ơi, trước cửa nhà bà hai á, có một cái ông đó, ổng mặc nguyên cái bộ đồ trắng luôn, mà trên tay của ổng còn cầm một cái cây, giống như là cây phất trần vậy đó. Ổng đang chuẩn bị đợi con để mà chở con về trên kia kìa. Con về đây á, ổng đi kiếm con, để ổng bắt con về chển đó. Nhưng mà bây giờ con phải nhớ cái tên của con, người ta mới cho con vô đó để mà con đi học cho được. Cô hai mới nói lại một lần nữa, Nhất Niệm. Thằng bé này nó vừa dứt câu thôi, cô hai thấy nó đi rất là gấp. Nó đi làm sao á, nó bay khỏi cái ngọn tre luôn là nó mất tiêu luôn. Nó đi theo cái người đàn ông mặc cái bộ đồ trắng đó mọi người. Mà theo như cô hai nói, cái người đó là một cái vị sư ông đang dạy đạo cho những cái vong nhi đó mọi người. Chị kể xong cái câu chuyện ngắn này thì chị cũng nói đây cũng là bài học cho những người bình thường của chúng ta nè. Giống như là người thường của chúng ta, ai cũng cần có một cái tên để mà người ta nhận diện rằng cái người này khác với người kia. Và cái bé trong câu chuyện này cũng vậy, nó cũng phải cần một cái pháp danh để sau khi nó mất rồi, người ta còn biết nó mà người ta thu nhận nó vào cho nó học đạo để mà nó đi siêu thoát. Do đó mà chị cũng muốn chúng ta, nếu như ai theo Phật Pháp thì cũng phải nên vào chùa để mà làm cho mình một cái pháp danh. Chỉ nói có thể lúc mình còn sống, cái pháp danh này cũng chỉ là một cái danh xưng thôi mọi người. Tuy nhiên sau khi mà chúng ta mất đi, cái pháp danh này rất là hữu hiệu đối với những cái vong linh nha mọi người. Tại vì nếu chúng ta đã có pháp danh thì sau khi mình mất, người ta rất là dễ nhận diện ra mình luôn bằng những cái pháp danh đó đó. Và đó cũng là một cái điều rất là tốt thôi, chị cũng khuyến khích chúng ta làm theo. Chưa dừng lại ở đó, chúng ta vẫn còn một cái câu chuyện nữa nha mọi người. Câu chuyện này của chị mang tên Nghiệp báo hai vợ chồng cho vay nặng lãi.
Câu chuyện này á, thì chị được một cái chị ở trong xóm của chị kể lại. Cái chị đó mới nói, ở bên dòng họ của chị có một cái đứa chị em bạn dì với chị, mà cái người chị em bạn dì đó mình xin đặt tên chị đó là chị Thì. Chị này á, thì có một cái anh chồng tên là Hào. Hai vợ chồng của chị Thì với anh Hào này á, làm cái nghề cho vay nặng lãi. Và hai vợ chồng của ảnh á, có duy nhất một cái đứa con gái thôi mọi người. Năm nay á, thì cái đứa con gái của anh chị đó tầm khoảng 14-15 tuổi, đang là tuổi ăn tuổi lớn đó. Mà chị này còn nói thêm, hai vợ chồng của chị Thì anh Hào này á, cũng là dân anh chị có máu mặt cho vay nặng lãi nha, rất là có số má luôn, giang hồ á, người ta cũng khá là nể đó. Câu chuyện nó bắt đầu kể từ khi có một cái thanh niên tên là Bảo. Anh Bảo này mới tới nhà của anh Hào á, để mà mượn tiền. Hai vợ chồng của ảnh cũng cho người ta vay tiền, nhưng mà chắc cái số tiền này vay với cái lời quá cao hay sao đó. Sau một khoảng thời gian á, thì anh Bảo này ảnh không còn khả năng chi trả nữa mọi người. Tại vì cái tiền gốc nó chồng với cái tiền lời á, bây giờ nó lên gấp 4, gấp 5 lần rồi. Thì tiền đâu mà trả nổi cho người ta. Chắc là cũng trả được 1-2 tháng đầu gì đó. Bắt đầu khi mà cái số tiền nó cấp số nhân lên quá nhiều đi, thì không có trả nổi, lúc đó bắt đầu lẩn trốn. Tới những cái kỳ mà đòi tiền á, anh Hào này ảnh đi kiếm quá trời luôn, thì ông Bảo này ổng trốn mất tiêu rồi. Ổng không có dám lú mặt ra để mà trả tiền, mà cũng không nói một lời nào với người ta rằng á, bây giờ tao giật mày, hoặc là bây giờ mày cho tao thiếu thêm vài tháng nữa đi. Không có nói, mà trốn chui trốn nhủi vậy đó. Do anh Hào này cũng là dân anh chị có máu mặt, cho nên cũng không có ngán thằng nào con nào hết. Sau những lần đi lùng sục ông Bảo này để mà đòi tiền không có thấy, thì anh Hào này ảnh quạo lên rồi, rất là bực. Ảnh mới nói với gia đình của ảnh á, má nó bây giờ nếu như mà tao không tìm được thằng này ha, thì thôi, còn nếu như mà tao gặp nó ở đâu á, tao chém nó chết mẹ tới đó đó. Mà hình như á, cái anh Bảo này á, ảnh không có đi khỏi xứ, ảnh chỉ trốn vòng vòng khu vực đó thôi, trốn kiểu như là trốn khỏi cái sự tìm kiếm thôi, nhưng mà thật sự ảnh vẫn còn núp ở vòng vòng đâu đó. Cho nên trong một cái lần sau đó, anh Hào này đi tìm kiếm á, thì ảnh đã vô tình phát hiện ra ông Bảo đang trốn tại một cái bụi cây. Lúc đó thì cũng đuổi theo quá trời, nhưng mà dí theo không có được. Cho nên sau cái lần đó thì ông Bảo á, ổng trốn chui trốn nhủi luôn, không có dám lú mặt về nhà nữa. Tại vì ổng biết á, thằng Hào nó biết mình vẫn còn ở đây. Và rồi cuối cùng, chắc là do áp lực tiền bạc nè, gia đình, với lại á, áp lực phía bên ông Hào á, là một cái người thế lực quá dữ đi, cho nên chắc là bị dồn vô đường cùng hay sao á, thì ông Bảo này ổng đã nghĩ quẩn mọi người. Ổng đã uống thuốc rầy, tự tử chết luôn. Khi mà ông Bảo ổng uống thuốc chết á, ổng qua một cái khu vực khác để mà ổng chết. Qua ngày hôm sau người ta phát hiện cái xác của ổng đang nằm ở bên lề đường á mọi người. Thời điểm đó, khi mà bên gia đình hai vợ chồng của chị Thì và anh Hào này biết cái chuyện này á, thì cũng bỏ qua luôn. Tại vì người ta cũng chết rồi mà, bây giờ đòi ai nữa. Chị này nói á, kể từ khi mà ông Bảo này ổng uống thuốc tự tử chết á, ổng rất là phá luôn. Ổng về ổng nhát mọi người, và cái oán khí của ổng cũng rất là cao luôn. Chắc chắn ổng sẽ về để mà trả thù hai vợ chồng này. Tuy nhiên, chắc là do hai vợ chồng của bà Thì với ông Hào này á, phước cũng còn, với lại chắc là do còn cứng bóng vía, cho nên chưa có gặp vong hồn của ông Bảo này về. Và cuối cùng, cái người phải hứng chịu những cái hậu quả này á, là cái đứa con gái của hai vợ chồng đó. Thời điểm này thì tai họa mới ập tới hai vợ chồng của Thì và Hào. Tại vì cái đứa con gái này á, trên đường nó đi học về, nó đã bị té xe. Mà không biết nó té kiểu gì á, khiến cho nó bị chấn thương não mọi người. Đưa vô tới bệnh viện, người ta đã nói bây giờ nó chết lâm sàng rồi. Nếu như mà có một cái phép màu nào đó làm cho nó tỉnh dậy thì nó cũng sẽ sống như một cái người thực vật thôi. Nó nằm liệt tại đó đó. Bây giờ đái ỉa nó cũng không còn chủ động được luôn. Gia đình phải lo cho nó từ A cho tới Z đó. Thật sự lúc đó hai vợ chồng cũng chạy vậy khắp mọi nơi, tìm rất là nhiều những cái bệnh viện tốt, những bác sĩ giỏi để mà cầu mong cho con mình có thể tỉnh dậy luôn. Nhưng mà đã nói như vậy thì sẽ như vậy. Bác sĩ người ta nói bây giờ thiếu điều nó sống như một cái người thực vật rồi, không thể nào tiến triển hơn được nữa. Tuy nhiên có bệnh thì vái tứ phương thôi. Bắt đầu hai vợ chồng này cũng vào chùa để mà thành tâm cúng Phật nha. Vô đó cúng Phật rồi bắt đầu niệm Phật nè, cầu mong cho con gái mình có cơ hội được sống trở lại. Và quả thật là một phép màu nha. Chỉ trong một khoảng thời gian thôi, cái đứa bé này nó có những cái dấu hiệu của sự sống mọi người. Nó tỉnh dậy. Tuy nhiên lúc này bác sĩ nói, cái đứa bé này nó tỉnh dậy
nhưng mà não của nó vẫn còn rất yếu nha. Mà cái đứa bé này nó tỉnh dậy á, giống như là một cái phép màu vậy đó. Gia đình phải nên mừng đi, sau khi mà con gái của mình á, nó đã thoát ra khỏi được cửa tử. Chưa hết mừng nữa thì hai vợ chồng này lại thấy cái đứa con gái của mình nó rất là khác với nó của hồi trước. Nó không còn là nó nữa. Tại vì mọi người biết làm sao không? Hồi trước nó là một cái đứa bé rất là năng động, học rất là giỏi luôn. Kể từ sau cái vụ này á, nó tỉnh dậy thì nó cứ khờ khờ, nó hiền queo à mọi người, nó không có còn nói năng gì nhiều nữa hết trơn á. Đó là những lúc nó bình thường nha. Còn có những lúc á, tự nhiên con mắt nó trợn lên vậy nè, mà nó liếc ngang liếc dọc, nhìn ai nó cũng thấy cũng quýt hết trơn á, giống như là nó đang quạo cái gì mình vậy đó mọi người. Nhưng mà có ai làm cái gì nó đâu. Mà thậm chí á, có những lần nó bỏ nhà nó đi luôn mọi người, không biết nó đi đâu. Cha mẹ của nó cũng đi kiếm quá trời luôn. Nhiều lần nó đi xa tới tận mười mấy cây số luôn, rồi cha mẹ nó cũng tìm khắp nơi để mà kiếm nó về nhà. Nhưng mà cũng rất là hên, tại vì những lần đó con bé này nó bỏ nhà đi á, cha mẹ nó đều kiếm được nó về hết trơn. Chứ nếu như mà xui xui không tìm được nó đó ha, thì nó bị người ta hại hay gì đó, không thể nào biết được nó ở đâu luôn. Do là hai vợ chồng á, chỉ có một đứa con gái thôi à. Với lại cái đứa con mình á, nó mới vượt qua cái cơn bạo bệnh nữa thì rất là cưng nó. Nhưng mà những lần sau này á, ba của nó nói á, cứ mỗi lần á, nó thấy ba của nó mở két sắt ra, nó đứng ở phía sau lưng á, nó để ý ba của nó cất cái chìa khóa ở đâu á, thì bắt đầu ba của nó đi vắng nhà ha. Nó mới lấy cái chìa khóa này, nó mở két sắt ra, nó ăn cắp tiền ở trong đó. Có những lần nó ăn cắp vài triệu, vài chục triệu, cho tới vài trăm triệu luôn. Tại vì cha mẹ của nó là dân cho vay mà, tiền trong két sắt lúc nào cũng có sẵn tiền mặt hết trơn á. Với lại cha của nó cứ nghĩ đâu á, con cái mình trong nhà, thì bây giờ cái chuyện mở két sắt, con của mình nó thấy cũng là cái chuyện bình thường thôi. Ai đâu mà ngờ, nó thấy cái chìa khóa, nó mở ra nó lấy tiền. Phải chi nó lấy tiền làm cái gì không có nói. Nó lấy tiền rồi nó đi mất tiêu luôn. Những lần như vậy cha mẹ của nó đi tìm sớt bớt sang bang luôn mọi người. Cũng hên là vẫn tìm được nó về. Tuy nhiên sau mỗi lần tìm được nó, tiền đâu hết trơn rồi. Cha nó mới hỏi bây giờ, con lấy tiền, con cho ai, con cất ở đâu thì con nói đi. Nó nói nó không có nhớ gì hết mọi người. Mà nó nói trong cái sự ngây ngô nha, nó không hề nhớ cái gì hết trơn á. Mà rất là nhiều lần ba nó để ý như vậy, nó đứng sau lưng nó nhìn là hôm sau lại mất tiền và nó đi ra khỏi nhà. Cho nên ổng cũng sợ luôn, ổng không còn dám cất tiền trong cái két sắt đó nữa. Mà thật sự những lần đó đó, ba nó nhiều khi cũng muốn thôi bỏ nó cho rồi đi, tìm nó làm gì nữa. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng là con của mình mà, thương còn không hết nữa, cho nên cũng phải bắt nó về. Kiếm nó về thì tiền còn đâu nữa đâu, mấy chục triệu, mấy trăm triệu cũng mất hết. Sau những lần đó thì cha mẹ của nó bắt đầu là bớt cho người ta vay tiền lại rồi. Rồi mẹ của nó cũng thường xuyên đi chùa đồ cầu nguyện lắm nha, vô làm công quả đồ này nọ. Lúc đó thì không biết ba của nó suy nghĩ sao á, ổng mới nói với mẹ của nó là thôi bây giờ á, chắc nó bị điên rồi, mình đưa nó vô nhà thương điên đi, cho người ta chữa trị cho nó. Nếu như mà con mình á, nó bình phục trở lại á, thì mình đón nó về. Tuy nhiên á, thì mẹ của nó không có chịu, sợ đâu là đưa nó vô ăn uống khổ sở rồi bị người ta đánh đập nữa, với lại cũng thương con mình không có đành, cho nên là mẹ của nó không có chịu, không có cho con của mình nó là vô cái nhà thương điên. Rồi cũng thôi, không cho vô nhà thương điên thì bắt đầu nó ở nhà, nó lại đi ra khỏi nhà tiếp. Mọi người biết á, mới có 14-15 tuổi thôi mà nó lại biết bắt xe đi qua quận 9 à, đi Bình Dương, nhiều khi đi xuống tận với Cần Thơ, mà có người quen bà con họ hàng gì dưới đó đâu, nó cứ đi lang thang lứ thứ dưới đó vậy đó. Nó đi tá lả âm binh hết trơn luôn. Nhưng mà không biết bằng một cách nào đó, cha mẹ của nó sau những lần như vậy cũng đã tìm được nó về nhà. Cho tới cái lần này, khi mà thấy nó đã đi quá nhiều rồi á, thì cha mẹ nó đã quyết định đưa nó vào nhà thương điên luôn. Ba của nó nói bây giờ á, nếu như mà bà không cho, tôi cũng đưa nó vô bệnh viện tâm thần nữa. Tại vì bây giờ á, thà mình đưa nó vô trong đó đi, cho người ta chữa trị cho nó, còn hơn phải để cho nó đi chết bờ chết bụi như vậy. Sau khi mà gửi con bé này vô cái trại tâm thần á, thì nó rất là dễ thương bình thường mọi người. Khi mà mẹ của nó vô thăm á, mẹ nó tiếp cận nó rất là dễ dàng, nói cái gì nó cũng nghe hết trơn á, không có giống như lúc nó ở nhà. Cho nên sau vài lần đi thăm á, bà mới thấy chắc là con gái của mình nó đã bình phục rồi nè, đưa nó vô đây cũng tốt quá ha. Thôi bây giờ á, tuần sau lên vô gặp bác sĩ rồi làm thủ tục á là đưa con gái mình về nhà. Tới cái hôm mà bà lên làm giấy để mà đưa nó về nhà đó, bà cũng vô thăm nó. Nhưng mà hôm nay nhìn nó rất là kỳ, nó lại trợn con mắt nó lên, mà con mắt nó toàn là thấy tròng trắng không à. Nó gặp mẹ của nó một cái hả, giống như là nó muốn ăn tươi nuốt sống mẹ nó vậy đó. Nó cứ gầm gừ gì nè, hỏi thì nó không có trả lời.
Cho nên mẹ của nó cũng thấy, ủa sao mà kỳ vậy trời, sao mà lần trước con gái của mình nó dễ thương quá mà, rồi thôi luôn, không có rước về. Cho tới một khoảng thời gian sau, bác sĩ người ta mới trả về là tại vì bác sĩ nói á, con bé này nó đỡ rồi, nó không có còn những cái dấu hiệu như hồi trước nữa, thì bên đó người ta mới chấp nhận là trả con bé này về nhà. Cái hôm mà rước con bé này về nhà đó, nó cũng bình thường, không có thể hiện cái gì nhiều hết, do là biết tin cháu của mình về nhà. Thành ra là đêm đó cái người bạn của chị á, là cái người chung xóm á, cái chị đó cũng qua để mà thăm cháu mình luôn. Chị này á, thì Duy xin được gọi là chị Hường nha. Hôm đó qua thăm nó thì chị Hường này cũng nói chuyện với mẹ bé đó, rồi qua nói chuyện với nó. Nói thêm về chị Hường này á, thì chị đó cũng là một cái Phật tử luôn. Hôm đó khi mà qua thăm nó đó, thì trong phòng chỉ có hai cô cháu ngồi nói chuyện với nhau thôi. Chị cũng định là nói cho bé này vài điều về Phật Pháp. Tại vì chị biết á, ba mẹ của nó cũng là dân giang hồ mà, không có biết cái chuyện tâm linh đâu, chỉ nghĩ con bé này bị điên thôi. Còn chị á, thì chị biết rất rõ cha mẹ của nó chắc là đang làm gì sau bếp á. Thì thành ra hai cô cháu mới ngồi lại trong phòng. Cái chị Hường này chị mới lại hỏi nó, chị mới hỏi là con đi về thì con có biết niệm Phật không? Con bé này mới nói là dạ, niệm Phật. Mà niệm Phật sao vậy cô? Chị Hường mới nói thì con niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Có nghĩa là chị đang tập cho con bé này nó niệm Phật đó mọi người. Nó cũng gật đầu, nó nói là dạ. Cái chị mới nói là ừ, con nói dạ thì bây giờ con nói cái câu đó lại cho cô nghe đi. Thì con bé này nó mới đọc là Nam, cái nó quên, nó không biết phải đọc gì tiếp hết trơn á. Mặc dù nó đã 15 tuổi rồi nha, lớp 9, lớp 10 rồi đó. Nó mới vừa nói Nam, cái nó quên mất tiêu. Chị mới nói là Nam Mô A Di Đà Phật, rồi con nói đi. Mà chị nói á, chị phải mớm từng chữ cho nó luôn á, giống như là dạy nó đánh vần đó mọi người. Rất là khó khăn để mà con bé này nói được cái câu đó. Sau khi nó nói hết trơn rồi á, thì nó mới cười. Chị nói là ờ, đúng rồi đó, mai mốt con nói thường xuyên cái câu này nha con. Rồi con bé này nó cũng nói là dạ. Sau khi mà qua chơi với bé, chị Hường bà cũng về nhà. Nhưng mà không hiểu sao, đêm đó vừa về tới nhà thôi thì chị bị nhức đầu rất là nhiều. Cái người của chị á, nó uể oải mà nó mệt cái kiểu gì á, thở mà thở không lên luôn á. Cho nên là chị mới thôi bỏ hết công chuyện, mới định là đi vô trong phòng nằm nghỉ một chút. Sao mà người của mình nó kỳ dữ vậy? Vô trong phòng nằm á, thì chị thấy á, chồng của mình, đứa con trai của mình nó cũng đã nằm ở trong phòng rồi. Hỏi ra thì hai người đó bị cái dấu hiệu y chang như chị luôn, cũng bị nhức đầu, cả người rất là mệt, thở không ra hơi mọi người. Mà chị nói cái người của chị á, nó rã bèn ra hết, giống như là mới đi tập thể dục rất là nặng về vậy đó. Còn cái tim nó mệt dữ lắm, y chang như bệnh tim vậy đó. Lúc này vừa nằm vừa mệt, chị mới suy nghĩ lại. Chị nói chết rồi, có khi nào mình dính tới cái chuyện tâm linh không ta? Chị mới nghĩ lại cái chuyện đứa bé hồi chiều. Chị nói con bé này á, nhà của nó chắc là có dính vấn đề tâm linh, chị cũng đã biết rồi mà. Chị mới nghĩ trong lòng á, có khi nào á, cái vong của thằng Bảo nó về nó báo thù cái nhà này, mà tối đêm nay mình qua mình dạy cho con gái nhà nó cái cách để mà đọc kinh, thì có khi nào thằng Bảo á, nó về á, nó quạo mình không trời? Chắc là thằng Bảo nó về nó quậy mình nè, nó mới hành cho mình mệt như vậy đó. Lúc đó thì chị cũng tự hiểu rồi. Chị thừa biết á, là gia đình của cái cặp vợ chồng cho vay này nè ác quá, cho vay quá nhiều đi, cho nên nó là cũng không thể nào trách được vong hồn người ta. Người ta về người ta báo oán như vậy á, mà mình dạy con gái người ta đọc kinh, chẳng khác nào á, mình muốn gây thù với cái vong đó, mình muốn gây hấn với người ta. Cho nên chị biết rồi, mặc dù rất là mệt nhưng mà chị vẫn ráng đi ra phía trước nhà, cầm mấy cây nhang lên đốt nhang để mà khấn vái trong nhà. Chị mới khấn á, chị nói là chư vị vong linh thông cảm cho tôi đi, tôi cũng không có biết cái chuyện gì hết á. Tôi biết là anh chết quan như vậy á, nhưng mà con cái là tôi thấy cháu tôi như vậy á, tôi không có đành. Tôi dạy nó đọc kinh để mà tôi muốn tốt cho cháu tôi thôi. Còn cái chuyện của anh á thì tôi không có dám xen vô chuyện của anh nữa đâu, anh đừng có phá gia đình của tôi nữa. Thật sự thì tôi cũng không có ý xen vô cái chuyện này của anh đâu, anh tha lỗi cho tôi nha. Với lại á, tôi sẽ đọc kinh để mà tôi hồi hướng cho anh yên tâm đi. Chị khấn xong, thắp nhang lên, một lúc sau thôi, ba người trong gia đình của chị khỏe bình thường, không có còn mệt mỏi gì nữa cả. Nó kỳ dữ lắm. Sau khi mà chị đó khỏe lại, chị mới giật mình. Chị mới nói trời ơi, không ngờ cái vong của anh này dữ vậy đó hả trời. Mình mới dạy cho cháu mình đọc kinh nhiêu đó thôi đó, mà về là bị hành liền luôn. Mặc dù chị này là một Phật tử, thường xuyên lui tới trong chùa để mà làm việc này việc kia đó nha. Câu chuyện nào á thì nó cũng có cái kết thúc của nó.
Tuy nhiên còn câu chuyện này của chị hiện tại vẫn chưa có kết thúc. Tại vì cái bé gái này, hiện tại cái tình trạng của nó vẫn còn như vậy mọi người. Nó vẫn ngây ngây dại dại. Nó cũng như hồi trước vậy đó. Và đặc biệt, lâu lâu nó cứ ăn cắp tiền của cha nó đi cho người khác không à. Hỏi ra thì nó không còn nhớ gì nữa cả. Thành ra thì cha mẹ của nó tới hiện tại vẫn đang rất là khổ sở vì cái đứa con này. Kiểu giống như là nó muốn phá nát cho cái nhà này, khi nào mà tán gia bại sản thì thôi đó mọi người. Nghe tới đây thì câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like và đăng ký kênh YouTube là giúp Duy nha. Còn các bạn thấy câu chuyện này như thế nào, có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Chúng ta cùng chờ đợi những tập truyện thật hay tiếp theo nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bye bye mọi người.